Chào các bạn, mình là Đạt. Hôm nay mình sẽ chia sẻ công thức 11 trường hợp FL cơ bản đầu tiên. Đây là file PDF công thức 41 trường hợp FL cơ bản dành cho giải một tay. Mình sẽ để liên tải dưới phần bình luận. Đầu tiên là trường hợp này. Cách finger trick của mình đi sâu. Mình sẽ finger trick lại cho bạn xem. Tiếp theo là cách xả thứ hai. Cách finger trick của mình đi sâu. Mình sẽ finger trick lại cho bạn xem. Tiếp theo là trường hợp này. Cách finger trick của mình như sau. Mình sẽ finger trick lại cho bạn xem. Kế đến là trường hợp này. Cách finger trick của mình như sau. Mình sẽ finger trick lại cho bạn xem. Tiếp theo là cách giả thứ hai. Cách finger trick của mình sâu. Mình sẽ finger trick lại cho bạn xem. Tiếp theo là trường hợp này. Cách finger trick của mình như sau. Mình sẽ finger trick ra cho bạn xem. Tiếp theo là cách giả thứ hai. Cách finger trick của mình như sau. Mình sẽ finger trick lại cho bạn xem. Kế đến là trường hợp này. Cách finger trick của mình như sau. Mình sẽ finger trick lại cho bạn xem. Tiếp theo là cách giả thứ hai. Cách finger trick của mình như sau. Mình sẽ finger trick lại cho bạn xem. Tiếp theo là trường hợp này. Cách finger trick của mình như sau. Mình sẽ finger trick lại cho bạn xem. Kế đến là trường hợp này.
cách viên gạch tuyết của mình đi sâu. Mình sẽ phiên gạch tuyết lại cho bạn xem. Tiếp theo là trường hợp này. Cách phiên gạch tuyết của mình đi sâu. Mình sẽ phiên gạch tuyết lại cho bạn xem. Kế đến là trường hợp này. Cách phiên gạch tuyết của mình đi sâu. Mình sẽ phiên gạch tuyết lại cho bạn xem. Tiếp theo là trường hợp này. Cách phiên gạch tuyết của mình đi sâu. Mình sẽ phiên gạch tuyết lại cho bạn xem. Và cuối cùng là trường hợp này. Cách phiên gạch tuyết của mình đi sâu. Mình sẽ phiên gạch tuyết lại cho bạn xem. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Video tiếp theo mình sẽ chia sẻ 10 trường hợp FHL cơ bản tiếp theo.